Rồi đấy, hiện tại thì nó đã lên được hình như thế này rồi, nhưng bây giờ nó có bị một cái thừa là cái thừa thanh action bar, mình không muốn nó để như thế nữa thì mình vào trong value style, mình sẽ sửa cái thằng dark action bar này thành no action bar đó, sau đó bấm run. Thì cái style này, nó chính là cái style của cái app của các bạn ấy. Đấy, các bạn có thể tùy chọn cái style riêng đó. Bây giờ lên được như này rồi.